Hello các bạn, ông sẽ giới thiệu về bộ này. Bộ này là bộ mới cho nên là mình hơi ưu ái một chút. Bữa thì mình cũng có một cái lần live mới cách đây khoảng ít ngày thì ốc có live về bộ này. Bữa nay ốc live tiếp về bộ này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng đến cái chai nước cân bằng dưỡng trắng phục hồi da lô me. Dung tích của chai này là 145 ml. Đây, cái hộp nó đây. Hộp của cái bộ này rất là đẹp. Màu sắc của bộ này là màu vàng hồng ấy, nhìn nó rất là dễ chịu, nó vừa có một chút quý tộc nhưng mà nó vẫn rất là thanh lịch. Thì chai này giá cũng mềm các bạn, đây là dòng sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc và nhập khẩu chính ngạch thông qua công ty Comeco, có tem chống hàng giả, có tem tiếng Việt ha, và nó có thể sử dụng cho cả làn da nhạy cảm. Thì bạn sẽ thấy ghi ở trên đây là for sensitive skin đó các bạn, đây là cream travel cell repair brightening essence skin. Chai này là chai nước cân bằng da, nó sẽ rất là thân thiện với làn da của bạn và nó vỗ để cho da của mình có độ ẩm và độ cân bằng. Nước cân bằng da là một bước cực kỳ quan trọng mà nhiều người cho rằng là nó không cần thiết mà họ đi thẳng đến cái bước kem. Thì ốc thấy nó không phải là cái điều hay. Nó giống như mình tập thể dục vậy, bạn chưa khởi động gì hết mà mình lại vội vàng vô ngay tư thế trong yoga chẳng hạn, thì mình sẽ rất là dễ bị chấn thương cơ thể, mình không thích nghi được, dẫn đến cái sự đau khó chịu và lần sau mình sẽ rất là ngán, mình không có muốn tập. Mình chỉ nên bắt đầu từ những cái điều cơ bản nhất để chi, để cơ thể mình nó khỏe, những cái khớp trên người mình nó được giãn ra rồi lúc đó mình có vào tư thế cũng không vội, và hãy nâng dần cái cấp độ của mình. Thì tương tự như vậy, cái việc dưỡng da nó cũng cần có quá trình. Ví dụ da của mình đang gặp tổn thương thì mình phải điều trị tổn thương trước. Da mình đang có vấn đề về mụn thì mình phải giải quyết vấn đề về mụn trước khi mình nghĩ đến cái chuyện dưỡng trắng hay chống lão hóa. Bởi vì những cái đó là những cái mà nó gây ra cái sự phiền toái ngay trước mắt thì mình phải giải quyết nó trước. Còn đối với những làn da bình thường như ốc đang hiện tại là da không có vấn đề gì hết, hoặc là các bạn đang có làn da bình thường và các bạn muốn cải thiện làm cho da của mình khỏe mạnh hơn, bóng hơn, trắng sáng một cách tự nhiên hơn, thì mình nên sử dụng theo kiểu là dần dần từng bước một. Chứ nếu mà mình chỉ có sử dụng đúng một cái hũ kem thôi thì nó không phải là không có tác dụng, nhưng nó sẽ không được hấp thụ trọn vẹn cái dưỡng chất của bộ sản phẩm đó, bằng cách là mình sử dụng từng bước, nó có quy trình. Thì khi mà mình sử dụng cái chai mà nước cân bằng da, nó sẽ giống như là một cái bước đệm hoàn hảo để cho da mình nó thật sự thông thoáng, da của mình nó thật sự sẵn sàng rồi, sau đó mình mới cho da của mình tiếp nhận thêm những cái dưỡng chất tiếp theo. Thì lúc đó cái sự hấp thụ về mặt dưỡng chất á, nó giống như nó có đường dẫn á, nó sẽ xuống được sâu hơn thay vì là nó chỉ có bám ở bề mặt bên ngoài. Thì cái chai nước cân bằng mà ốc vừa mới vỗ trên da thì các bạn thấy khi mình vỗ lên nó hít rất là nhanh, nó để lại một cái lớp bóng trên da của mình một cách rất là vừa phải, không gây ra cái sự khó chịu. Và hàng ngày mình có thể sử dụng nguyên cả bộ sản phẩm này 2 lần, sáng và tối. Sáng thì mình sẽ sử dụng cái lớp mỏng hơn và tối thì mình có thể sử dụng cái lớp nó nhiều hơn một chút, là do thường mình ngủ thì ví dụ mình có nằm máy lạnh thì nó cũng sẽ hấp thụ nhanh hơn. Còn ban ngày thực sự là thời tiết quá nóng mà mình cũng không có nên ngồi máy lạnh gọi là cả ngày thì không nên, là bởi vì ở ngoài nhiệt độ rất là nóng, sự chênh lệch nhiệt độ dẫn đến sốc nhiệt làm cho mình rất là dễ bị ốm và làn da của mình nó cũng không đẹp. Nếu như mà cái nhiệt độ mà mình kiểu mà đi ra vào môi trường mà nó cứ thay đổi liên tục, thì cái chai nước cân bằng mà mình đang cầm trên tay giúp cho da của mình được dưỡng trắng và phục hồi tốt hơn. Dung tích chai này là 145 ml, nó có chiết xuất từ nấm cục truffle. Nước cân bằng dưỡng trắng phục hồi da là dòng sản phẩm mà nó hỗ trợ để cân bằng cái độ pH cho da, và thành phần ở trong này có 86% chiết xuất từ nấm cục truffle. Nó có khả năng làm trắng da hiệu quả, chống oxy hóa, tạo ra một cái hàng rào an toàn để bảo vệ da chúng ta, đồng thời nó hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và làm cho da của chúng ta có cơ hội được trẻ đẹp hơn, cung cấp độ ẩm này, cung cấp độ pH, ức chế sự hình thành melanin, làm cho da của chúng ta trắng sáng hơn, thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời làm giảm nếp nhăn. Cái điều này thì sản phẩm họ ghi á, thông tin là cũng khá là rõ rệt sau khi khách hàng sử dụng một thời gian, dùng được cho cả làn da nhạy cảm, tức là da nào cũng có thể sử dụng được. Thì đây là cái chai nước cân bằng da từ nấm cục của Lome Love Me More Cream Truffle Cell Repair Brightening Essence Skin, giá là 580.000 đồng cho một chai 145 ml, và chọn bộ sản phẩm này thì nó có công dụng dưỡng trắng và phục hồi da ha các bạn. Và Ốc hy vọng là các bạn đã có thêm những thông tin rất là hữu ích về bộ sản phẩm này. Rồi bây giờ đúng 10 giờ rồi và Ốc phải bye bye đây, cho con học tiếp đây. Bye bye, chúc mọi người một ngày vui vẻ, tạm biệt. À, đây là làn da mộc 100% của mình sau khi sử dụng bộ Love Me More Lô Me. Nó sẽ không được đẹp giống như là mình trang điểm đâu, nhưng mà Ốc cảm thấy thoải mái với làn da này và Ốc hy vọng là mọi người cũng như vậy, để cho chúng ta còn còn cảm thấy yêu và được nâng niu. Nếu mà mình có cái cơ hội để dưỡng da thì mình nên làm ha. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.